Đây mọi người ơi, mình chuẩn bị bỏ để vào thùng 20 cây bông trang mình đã cho vào bịch ni lông và cuộn chắc lại. Hello, hello cả nhà. Thì sáng nay mình sẽ giao 20 cây bông trang lá trung này, gồm là 10 cây bông trang lá trung màu vàng và 10 cây bông trang lá trung màu trắng. Thì mình giao cho khách. Bây giờ mình sẽ đóng thùng và đem xuống bưu điện gửi cho khách. Các bạn cùng xem mình đóng thùng nha. Mình chỉ bỏ bớt đất ra thôi, chứ vẫn để đất, chứ mà không bỏ đất cho nó nặng lắm. Tại vì cây thì ngày nào mình cũng phải tưới. Bây giờ đã được một cây màu vàng, tới cây thứ hai. Nguyên chậu là nặng lắm, rồi nó vô thùng không có hết. 20 cây là mình phải cuột như thế này nó mới vô thùng hết. Rồi có cây thì mới tưới đây. Cái cây là màu trắng nè mọi người. Cái này là màu trắng. Rễ nó dính chắc chưa ta? Nó sạch chắc. Gà rễ. Em cuột như thế này cũng rất là chắc rồi, nó không có rớt phân ra, cho nên mình khỏi cần phải bịt băng keo. Mình quấn băng keo khi mà người ta về nó gỡ ra cực quá.
không? Mình xem cái chậu này có bông đây. Chậu này có bông. Tiếp theo còn một chậu nữa là xong. Tiền phí gửi mà cao hơn tiền cây á, người ta ngán lắm, người ta đâu có mua mình nữa. Còn một cây ở đây. Chín chín. Đây mọi người ơi, mình chuẩn bị bỏ để vào thùng 20 cây bông trang mình đã cho vào bịch ni lông và cuộn chắc lại. Thì bây giờ mình để vào thùng đây nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ để vào thùng. Và một cây cuối cùng là 18 cây. Trời ơi, bó nhựa. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy nắp đậy lại. Đây, tên 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 cái nắp của mình đây. Rồi mình đậy lại đây. Lên trình nhiệt tình để xíu đây. Rồi bây giờ mình đậy lại nha. Rồi mình kết thúc video ở đây. Kính chúc tất cả bạn bè YouTube và các bạn đang xem video của mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Rồi bây giờ mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ xem video của Thế Giới Lan Rừng cũng như là bạn Nguyễn Trang TV. Thì mình
sống vui vẻ để làm việc và có đầy năng lượng để thành công trong tất cả các lĩnh vực. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em. Bye bye.